Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh kéo dài, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt vui chơi của trẻ nhỏ. Thời gian ở nhà nhiều hơn, ít ra ngoài, thậm chí là nghỉ học khiến cho trẻ tiếp cận nhiều hơn với các thiết bị điện tử. Ngoài các tiện ích mà chúng mang lại thì cũng không nên coi thường những tác hại, nhất là khi lạm dụng. Và bảo vệ thị lực của trẻ trong thời gian này là vấn đề mà các phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn nữa. Thời gian biểu sinh hoạt một ngày của các bạn nhỏ này đã thay đổi rất nhiều từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay. Ngay cả khi lịch học trở lại thì vẫn có sự xáo trộn lớn vì các phụ huynh đều lo lắng không muốn con em mình tiếp xúc nhiều với xã hội bên ngoài. Và thời gian xem TV, điện thoại, máy tính đã thay đổi đáng kể so với trước đây. Trong thời gian nghỉ học dài, ngoài giờ học ra chúng cháu vừa xem TV vừa chơi điện thoại. Mỗi ngày xem tầm 2-3 tiếng, so với trước đây chúng cháu xem nhiều hơn. Ngoài học trực tuyến các chương trình giáo dục trên lớp thì nhiều gia đình cũng tận dụng thời gian này để cho con học thêm các kiến thức khác qua Internet với công cụ là máy tính, điện thoại. Và rất nhiều phụ huynh đều công nhận là thời điểm này con em mình dùng điện thoại, TV nhiều hơn hẳn trước kia. Cháu cũng ít được ra ngoài thì liệu với thời gian mà các cháu chơi điện thoại, chơi máy tính, TV thì có nhiều hơn trước không ạ? Nhiều hơn cái lúc mà đi học. Còn đến lúc mà đi học thì lại phải hạn chế. Phải các cháu học bây giờ học trên truyền hình thì bắt buộc phải cho xem. Không thể tuyệt đối nói không với các thiết bị điện tử vì nó là sự phát triển tất yếu của cuộc sống. Nhưng nếu lạm dụng thì câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác. Sau khi mà dịch tạm ổn một chút thì các bố mẹ bắt đầu đưa con đi khám cũng khá là nhiều. Đặc biệt là các bạn có thể là nháy mắt nhiều, các bạn ấy mỏi mắt, khô mắt và thường là mắt hơi lờ đờ một chút. Và một số các trẻ mà tật khúc xạ trước đã có mắc tật khúc xạ rồi thì là tỷ lệ tăng lên cái số cận thị hoặc viễn thị, loạn thị tăng lên, tăng số kính lên so với trước đấy. Khi mà trẻ mà tiếp xúc với cái ánh sáng xanh nhiều quá, những cái ánh sáng mà nó có bước sóng ngắn nhưng mà cái mức năng lượng cao thì nó sẽ gây nên tình trạng là mệt mỏi, khô mắt, đau nhức mắt, rồi dẫn đến nhiều những cái bệnh kèm theo khác. Sau đấy là những cái tổn thương do khúc xạ, do dùng thiết bị điện tử, có thể là cận thị, viễn thị, loạn thị. Và đôi khi những cái bé mà có kèm những tật khúc xạ kèm theo trước đấy thì có thể dẫn đến nhược thị. Và cái tác hại thứ ba đấy là những bệnh tổn thương võng mạc. Do cái ánh sáng của thiết bị điện tử đấy, ánh sáng xanh ấy, nó đi xuyên sâu thì nó có thể gây nên qua cả giác mạc, đi qua cả thủy tinh thể. Nó gây nên phồng thủy tinh thể lên và nó gây nên tổn thương đến các cái tế bào cảm thụ ở võng mạc. Như vậy, điều quan trọng nhất lúc này chính là sự quản lý, giám sát của chính các bậc phụ huynh với một khung thời lượng thích hợp cho những hoạt động này. Với các bạn nhỏ thì khuyến cáo thì dưới 2 tuổi tuyệt đối không nên dùng thiết bị điện tử. Còn trên 2 tuổi thì mình có thể sử dụng thiết bị điện tử khoảng tầm 2 tiếng một ngày thôi. Thì mình có thể phân ra cái 2 tiếng đấy ra nhỏ ra tầm 20 phút một lần thôi. Và ngoài cái dùng thiết bị điện tử như thế thì mình có thể thay đổi chế độ ăn uống của trẻ, những vui chơi, hoạt động ngoài trời. Cập nhật kiến thức, tăng vốn hiểu biết xã hội và có kỹ năng sống là mục tiêu mà nhiều bậc phụ huynh đang muốn tranh thủ trang bị cho con em mình trong mùa dịch COVID-19. Tuy nhiên, làm thế nào để đạt được mục tiêu này mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là thị lực của trẻ là điều không dễ, đòi hỏi nhiều hơn sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh.